phân bón đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dinh dưỡng cần thiết để cây trồng phát triển khỏe mạnh, tăng năng suất và chất lượng của nông sản. Hãy dùng ngay phân bón Humic 97 với các thành phần trung vi lượng hỗ trợ cây trồng phát triển, khả năng giải độc phèn và các chất hữu cơ dư thừa giúp cây vượt qua các giai đoạn stress, kích thích sự phát triển của hệ rễ một cách khỏe mạnh, giúp cây hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn, từ đó hỗ trợ lá xanh mướt và cây phát triển một cách bền vững, giúp cây ít bị sâu bệnh hơn, giảm nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và tối ưu năng suất, tăng chất lượng nông sản với trái to, đồng đều, nâng cao năng suất thu hoạch. Pha 100-150g thuốc cho một cây. Bà con muốn mua có thể liên hệ theo số hotline 0776-400-038 hoặc truy cập theo website kỹsuhuy.vn để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn về sản phẩm nhé.